Xin chúc mừng các chiến binh đã xuất sắc hoàn thành vòng bảng. Điểm đến tiếp theo của các bạn chính là vòng bán kết. Vòng bán kết sẽ diễn ra trong một đấu trường dưới hình thức loại trực tiếp. Các thí sinh sẽ chạm mặt nhau tại đấu trường này và cùng giải đáp những từ vựng hóc búa được đưa ra. Tuy nhiên, chiến binh đưa ra đáp án sai sẽ bị loại trực tiếp khỏi đấu trường, cho đến khi chỉ còn những thí sinh mạnh nhất không có đáp án sai nào trụ lại đến cuối cùng. 15 chiến binh ong xuất sắc nhất cả nước sẽ tiến vào vòng chung kết vào ngày 25 tháng 6 để cùng tìm ra quán quân cho Bi Bá Đồ Phiêu mùa 2 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, bao gồm những phần tài trợ giáo dục trị giá 14 triệu đồng tại RMIT và các bộ quà công nghệ thời thượng như loa thông minh và tai nghe Bluetooth đến từ Google và Energizer. Thật hấp dẫn phải không nào? Và cuối cùng, chúc các chiến binh ong của chúng ta sắp tới sẽ chiến đấu hết mình để giành lấy những giải thưởng giá trị nhé! Theo dõi Facebook RMIT English để cập nhật thông tin mới nhất về cuộc thi ngày hôm nay.